Chỉ cần đốt mảnh gỗ này, bạn sẽ có cảm giác tương tự khi người treo cổ xuất hiện. Trương Tiểu Niên vừa mới đốt một que diêm, đột nhiên tôi cảm thấy xung quanh mình im lặng khủng khiếp. Sau đó anh cảm thấy một đôi bàn tay lạnh lẽo nhéo cổ mình. Ma nữ vô cùng hung ác, đẩy anh ta và đập mạnh vào tường. Trương Tiểu Niên bị đánh nhưng đã bình tĩnh lại, anh biết mình phải dựa vào chính mình nếu muốn sống sót đêm nay. Vào thời điểm miếng gỗ bị đốt cháy, ma nữ sợ hãi đến mức ngã xuống đất. Cô đã quấy rầy ba đời nhà họ Trương, mọi oán giận trên cơ thể đã được xóa sạch, bây giờ nguyên hình xuất hiện ngay khi miếng gỗ bị đốt cháy. Cô biết bây giờ dù mạnh đến đâu cũng khó có thể chống lại Bàng Lương Mộc. Ngay cả khi mình là một con ma cũng sẽ kết thúc mạng sống. Một lúc, những cảm xúc mà cô từng có khi còn là con người lại hiện lên trong tâm trí cô. Nước mắt chợt rơi từ khóe mắt. Xin lỗi, cứ giết tôi đi, tôi không còn gì để hối tiếc. Trương Tiểu Niên nhặt lên những giọt nước mắt. Lần đầu tiên anh nghe nói ma còn có thể rơi nước mắt. Rồi anh vứt Bàng Lương Mộc đi. Cô đi đi, đừng làm tổn thương ai nữa. Nói xong, nhưng ma nữ phía sau lại không có phản ứng. Trương Tiểu Niên quay lại và phát hiện một bóng đen bị ảnh dài này ôm lấy Tiểu Liên. Không đợi anh hành động, bóng đen nuốt Trương Tiểu Liên trong một ngụm. Hình như là vì những giọt nước mắt ma quái đó khiến quỷ ảnh không tấn công Trương Tiểu Niên, chỉ nhìn anh lặng lẽ ra đi trong bóng tối. Sáng sớm anh bấm số điện thoại của bà Linh Đãng, nói với người kia rằng dù anh ta đã bỏ đôi giày trắng đi, nhưng anh đã gặp một điều khác. Bà hành động rất nhanh chóng, một gói hàng đã được giao. Sau khi Trương Tiểu Niên mở ra, đó là một bộ da sói. Bà Linh Đãng cho biết đây là món quà ăn mừng thành công của anh, lễ vật bái nhập thông thắng môn. Thật tốt khi tận dụng thời gian này, sau khi mặc nó có thể sử dụng một kỹ thuật tâm linh. Vừa ghi nhớ xong khoảng cách, bạn cùng phòng béo lo lắng không yên chạy tới tận cửa. Hóa ra là một người tên Cao Lị Lị trong lớp. Bố mẹ cô ấy đi ra ngoài làm việc, em trai ới sinh bị bỏ lại ở với ông bà ngoại. Đây không lâu, trạm xổ số trong thành phố bất ngờ bùng nổ. Vợ chồng già không có việc gì làm, thậm chí còn chơi xổ số. Ban đầu thường xuyên trúng số, dùng tất cả tiền tiết kiệm của mình để hành động, nhưng sau này càng ngày càng thua lỗ. Vợ chồng già giờ bị ám ảnh bởi nó. Họ quyết định đưa con trai đi chơi và thử lại với số tiền kiếm được từ công việc. Người bình thường không thể hiểu được loại cờ bạc này. Họ thậm chí còn chuẩn bị một lượng lớn thuốc độc. Nếu lần này lại thất bại, hay lại sẽ ăn cho chết. Thật kỳ lạ, trùng hợp. Cao Lị Lị muốn gặp em trai mình. Tới vào giờ nghỉ trưa, cô chưa ăn thì nhìn thấy một chiếc đĩa trên bàn. Sau khi ăn một ít, cô ấy bị trúng độc chết. Lắng nghe bi kịch đã xảy ra với cô gái, cả hai thiếu niên đều tiếc thương cho cô học sinh đứng đầu này. Lúc này, bạn cùng lớp Đinh Nguyệt ở một bên nghe với vẻ say mê. Cô nhanh chóng ngắt lời và hỏi chuyện gì xảy ra tiếp theo. Ông bà đi mua vé số và khi quay về phát hiện cháu gái đã chết. Phát điên ngay tại chỗ, còn hàng xóm vội vã gọi cảnh sát, nhưng khi cảnh sát đến thì họ phát hiện ra điều kỳ lạ. Cháu trai 6 tháng tuổi của gia đình cũng mất tích, không còn dấu vết. Một số người hàng xóm suy đoán, có lẽ nó đã bị con chó của anh ta ăn mất. Cô gái tái mặt sau khi nghe điều này, con chó liếm bên cạnh cũng vội vàng an ủi. Hai nam sinh đã theo đuổi Đinh Nguyệt từ lâu, thể hiện bản thân trước mặt. Cuối cùng nam sinh tên Khương Càn đã cá cược với cậu béo. Nếu anh ấy dám làm điều đó tối nay, nếu con trâu mà anh ấy nói tới đến trường thì anh ấy sẽ thua cuộc. Cuối cùng ai thua sẽ bỏ học. Tất nhiên là cậu béo không muốn bị yếu thế trước mặt nữ thần. Đồng ý ngay, nhưng Trương Tiểu Niên trong lòng âm thầm thở dài. Cao Lị Lị chính là người đã chết một cách tàn bạo, thuộc về địa phủ không tiểu điếm không thu giữ được. Và đếm từng ngày thì ngày mai sẽ là ngày đầu tiên của cô ấy. Nếu đến nhà cô ấy và làm loạn, chắc chắn sẽ ra khỏi căn hộ. Anh không thể chịu đựng được khi thấy bạn mình gặp tai nạn. Trương Tiểu Niên chỉ có thể bất đắc dĩ nói, tối nay tôi sẽ đi với cậu, nhưng phải làm xong trước 12 giờ. Ba thiếu niên trước mặt đã cá cược với nhau, muốn khám phá ngôi nhà ma ám vào đêm trước ngày đầu tiên của cô gái. Cậu bé Liễu Lục dựa vào sự táo bạo của mình, là người đầu tiên khiêu khích con chó của gia đình. Lúc đầu thì ổn, con chó đen cũng ăn đồ ăn, ăn xúc xích gà đầy tinh bột. Nhưng khi thời gian trôi qua, Tiểu Lục không bao giờ đứng dậy, vẫn lẩm bẩm một mình, ăn nhiều hơn, ăn ngon và dẫn đường. Hai người Trương Tiểu Niên cũng cảm thấy có chút bất thường. Cậu béo bước lên phía trước và gọi tên Tiểu Lục, đừng chạm vào tôi, ăn nhiều hơn, một lúc nữa dẫn đường. Tiểu Lục lúc này hành động điên cuồng, giống như biến thành một người khác. Trương Tiểu Niên kéo cậu béo sang một bên, nói với anh ấy rằng Tiểu Lục có thể đã linh hồn tà ác của Cao Lị Lị đã chiếm hữu, bây giờ chưa tới 11 giờ, dù có là ma cũng không nên đến sớm như vậy. Khi Trương Tiểu Niên còn đang suy nghĩ về biện pháp đối phó, Tiểu Lục vòng tay qua vai họ từ phía sau. Hai người đang nói về chuyện gì vậy? Hai người nhanh chóng quay lại. Tiểu Lục chỉ vào cậu béo, cậu hãy đi xé bỏ môn thần dán trên cửa cho tôi. Lúc này Trương Tiểu Niên mới có phản ứng, ước tính rằng sau khi Cao Lị Lị chết, linh hồn rất sợ môn thần trên cửa, bị mắc kẹt trong sân. Tiểu Lục bị chiếm hữu và cả hai đều miễn cưỡng hành động, nắm lấy cổ Trương Tiểu Niên, nhanh lên, đừng lề mề, nếu không đi tôi sẽ bóp cổ cậu ta tới chết. Cậu béo vội vàng đi tới cửa bắt đầu tháo môn thần xuống, nhưng anh vẫn để mắt đến nó. Khi tháo bỏ môn thần hoàn toàn, vì con ma đó sợ môn thần, nói không chừng có thể xua đuổi con ma đó bằng ảnh môn thần này. Anh ta chạy về phía Tiểu Lục với tốc độ chạy nước rút 100m, dùng hình ảnh môn thần làm bùa hộ mệnh và đập lên đầu. Thao tác này khiến Trương Tiểu Niên há hốc mồm kinh ngạc. Anh ấy nói chậm rãi, béo à, cậu nghĩ tại sao thứ này được gọi là môn thần? Nó chỉ hoạt động nếu cậu dán nó lên cửa. Cậu xé nó đi, cậu đang đánh lừa ma quỷ. Nhìn thấy Tiểu Lục tức giận, cả hai đứng dậy bỏ chạy, nhưng chợt nhớ ra khi chạy ra ngoài cửa, không thể bỏ rơi người bạn đồng hành của mình như thế này. Trương Tiểu Niên cởi bỏ áo khoác, để lộ áo da sói bên dưới. Anh ấy thực sự không muốn sử dụng thủ thuật này. Những thủ đoạn mà để tiên ra mặt sử dụng để mời các vị thần đều là những thủ đoạn sẽ rút ngắn tuổi thọ của bạn. Không đợi anh niệm phép, nhưng lại thấy Tiểu Lục theo con chó đen ra khỏi cửa. Cả hai đã theo họ suốt chặng đường.
đến một nhà máy bỏ hoang phía sau trường học. Trương Tiểu Niên lập tức nghĩ tới nuốt nước bọt, quỷ ảnh của Liên ở gần đây, không biết mối liên hệ giữa hai người là gì. Chờ cho đến khi hai người tới hàng rào, nữ ma đã khống chế Tiểu Lục đứng ở mép giếng. Anh ta gọi em trai mình xuống giếng và nhảy xuống, đồng thời bóng đen cũng từ trong giếng nổi lên. Thứ này có cách lừa gạt mọi người, cậu béo cũng bị anh làm cho bối rối, tuyệt vọng hướng về bóng tối, mơ thấy hai người bạn sắp gặp chuyện bất ngờ. Trương Tiểu Niên cũng đang chuẩn bị sử dụng các kỹ năng tâm linh, chỉ thấy anh ấy quỳ trên mặt đất, hai tay chắp vào, hét một tiếng lớn, thỉnh Hồ Tam đại gia giúp đỡ. Sau đó mắt anh chuyển sang màu đen và anh bất tỉnh, nhưng cơ thể anh từ từ đứng dậy. Dạo này anh ấy lạ lắm, cứ lẩm bẩm một mình. Sau đó anh ta nhấc cổ áo lên và nhìn, mặc vest da sói, đây là đệ tử của Tiêu Linh Đăng sao? Với trình độ tu luyện của cậu, cậu sẽ không thể nhờ được Hồ Tam đại gia. À, Hồ Tam Sơn có chút không muốn hành động. Lúc này cơ thể của Trương Tiểu Niên dường như thực sự có một linh hồn kỳ lạ, ngay cả khuôn mặt của anh ấy cũng có thêm một chút hiền triết và danh mãnh. Những gì xảy ra tiếp theo là những gì anh ấy nghe được từ cậu béo. Anh ta có thể mơ hồ nhìn thấy Trương Tiểu Niên và một bóng đen cùng nhau vật lộn. Khi Trương Tiểu Niên cắn, bóng đen dần tiêu tán, tỉnh lại lần nữa, lại bị đánh thức bởi cậu béo. Nhìn Tiểu Lục ngất xỉu bên giếng, hai người cuối cùng cũng yên tâm. May mắn thay hôm nay không có chuyện gì lớn xảy ra với ba chúng tôi. Cậu béo quay đầu lại thì thấy bên cạnh giếng có thứ gì đó tỏa sáng mờ ảo. Chỉ nhìn thấy một vài từ lớn trong thư, con quỷ vẫn chưa bị tiêu diệt, đừng đến gần giếng cổ, rời khỏi đây nhanh, giảm tuổi thọ 3 năm. Hồ Tam Sơn ra tay. Dù cậu béo không thể hiểu được, Trương Tiểu Niên hiểu ý anh, mình đã mất 3 năm tuổi thọ mời Hồ Tam Sơn tới giúp, nhưng vẫn chưa giải quyết được căn nguyên của vấn đề này. Tưởng vấn đề đã kết thúc, nhưng không ngờ ngày hôm sau lại xảy ra tai nạn. Hiệu trưởng đang thông báo trên sân khấu hình phạt cho ba người đi chơi qua đêm. Tiểu Lục như điên lao tới đưa cho anh ta một con dao. Ngay cả khi mọi người đang nhìn anh ấy vẫn nghiến chặt răng. Cảnh sát rất nhanh đến, hiệu trưởng vội vàng tiến tới phàn nàn, tôi chỉ là một thông báo trừng phạt, con thỏ nhỏ này muốn giết tôi. Tên cảnh sát dường như đã quen với việc so sánh, lấy dây cao su ra và đeo lên trán Tiểu Lục. Chàng trai lập tức nhắm mắt lại và bất tỉnh. Hãy cùng bàn về chuyện này, chuyện gì đã xảy ra thế? Sau khi giải thích toàn bộ với cảnh sát Mã, họ biết được rằng con quỷ này tên là Diện Quỷ Căn. Nhìn Tiểu Lục bất tỉnh, cậu béo bật khóc, nếu anh ta không nhất quyết đòi cá cược với người khác, bạn bè của anh sẽ không bao giờ kết thúc như thế này. Trương Tiểu Niên hoàn toàn bùng nổ, anh ta đưa cậu béo ra ngoài để trả thù thứ dưới đáy giếng. Nhưng anh không bị hận thù cuốn đi, thay vào đó anh ta nhìn xung quanh để tìm những đồ vật dùng để niệm phép. Sau đó anh liên lạc với và Linh Đăng để được giúp đỡ, muốn thử xem mình có thể cứu được linh hồn của Tiểu Lục hay không. Bà lảng tránh, nói rằng xương già của bà không thể gãy được nữa, nhưng một đạo sĩ sẽ được gửi đến để giúp đỡ. Tiểu Niên gặp Thang Lạc Tiết, anh phát hiện bọn họ vẫn là người quen. Đó là thầy bói tôi gặp trên mạng. Sau khi Trương Tiểu Niên thông báo cho Thang Lạc Tiết về những sự kiện gần đây, hai người gặp nhau để cùng nhau tiêu diệt yêu quái vào ban đêm. Khi màn đêm buông xuống, anh bắt đầu sắp xếp đội hình, đặt cậu béo và con chó thành hình tam giác. Pháp này gọi là tam hội tổng thể, phải có một con chó, một con gà và một con khỉ để trang trí. Sau đó anh đặt một chiếc rìu vào giữa, bắt tay làm ấn chú lẩm bẩm đọc thần chú. Chiếc rìu trong đội hình được bao bọc trong một luồng ánh sáng vàng. Bùa mê vũ khí thành công, hai người mang theo dụng cụ và đến bên giếng, chỉ cần đợi Thang Lạc Tiết đến rồi xuống giếng cứu lấy linh hồn. Nhưng người trợ giúp đã không chờ đợi, nhưng không biết tại sao hiệu trưởng lại ở đây. Khi anh ta bước tới liền mắng chửi không thôi, học không lo học, có muốn phạm tội giết người bằng rìu, đưa tôi cái rìu. Cậu béo nhìn thấy anh ta muốn tiến tới giật cái rìu, ôm lấy anh ta để Trương Tiểu Niên đi xuống trước cứu lấy linh hồn. Đúng lúc có vài người đang tranh cãi, Diện Quỷ Căn từ từ thò đầu ra ngoài miệng giếng. Hiện trường đột nhiên có chút yên tĩnh, hiệu trưởng không giả vờ nữa, nâng cậu béo 200 cân chỉ bằng một tay. Đúng lúc Diện Quỷ Căn muốn nuốt chửng linh hồn của cậu béo, một chai rượu ném tới. Xin lỗi đạo hữu, tôi tham lam một cốc và đã lãng phí thời gian, tôi rất xin lỗi. Hiệp hội toàn chuyên nghiệp vượt xa vinh quang trước đây của nó. Người ra mặt thể hiện vào thời điểm quan trọng, ra lệnh cho Dễ Quỷ tấn công cô gái. Đúng lúc hai người nhìn nhau, cơn say của cô gái giảm đi ngay lập tức. Một đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm vào Dễ Quỷ, đã bị Thang Lạc Tiết trực tiếp mê hoặc, quay lại và đối mặt với hiệu trưởng. Nhưng rõ ràng anh ấy cũng là một người có kỹ năng đặc biệt, một cái tát sẽ làm tiêu tan cội rễ ma quỷ. Tôi nói mùi đó đến từ đâu? Hóa ra là một đứa trẻ da vàng. Thang Lạc Tiết mời tiên gia tới nhập thân, trước mặt hoàng tiên sao dám tự phụ. Đang người này khá có năng lực, cô ấy vừa ổn định lại vóc dáng của mình. Người đàn ông đối diện bắn ra kỹ thuật cầu lửa cực mạnh, Thang Lạc Tiết bị đánh ngã xuống đất. Tiểu Đông Tây, cho dù các trưởng lão hoàng gia các ngươi có đến ta cũng không sợ, hôm nay hãy để lại linh hồn ngươi ở đây. Người đàn ông đang định động thủ, một nọng súng lạnh lùng đặt sau đầu anh ta. Cảnh sát Mã khai hỏa không chút do dự, sau đó anh ta nhờ Thang Lạc Tiết gửi tin nhắn cho Trung Tự, chỉ cần nói rằng Mã Tam Nhi nhờ anh ấy giúp đỡ, bởi vì anh biết một khẩu súng lục không thể làm gì được người đàn ông trước mặt. Hôm qua anh ấy bị Tiểu Lục đâm, vết thương sâu 10cm ở lưng dưới. Người này giống như một người bình thường. Đang lúc trò chuyện với một vài người, người đàn ông chợt đứng dậy, nhảy xuống giếng. Mã Tam Nhi nhìn viên đạn trong tay có chút khó hiểu. Trước đây anh đã nghi ngờ rằng người đàn ông này là một người đã chết, đặc biệt khắc bùa chú lên đạn, nhưng bây giờ có vẻ như nó không có tác dụng mấy. Thang Lạc Tiết nói thêm, sau khi nghe điều này, linh hồn anh ấy rất mạnh mẽ và có thể chống lại sự cám dỗ, chắc chắn không phải những thứ chết chóc như thây ma. Khi đó sự phân công lao động giữa nhiều người được xác định rõ ràng. Lạc Tiết đi xin viện binh, Trương Tiểu Niên, Mã Tam Nhi xuống giếng trừ yêu. Sau khi hai người đi được vài bước, phát hiện ra âm thanh trước mặt mình thực chất là một cái cây được làm từ một cái cây lớn làm từ Diện Quỷ Căn.